Vâng, cảm ơn tất cả quý cô bác chị khán giả. Một đơn vị mà sản xuất uy tín nhé, trong bất kỳ một ngành nghề gì, đồ gỗ nội thất rồi nhôm kính hay là công trình, tất cả khi mà chúng ta đã là một đơn vị uy tín thì công việc của chúng ta làm rất là nhiều nha các anh chị nhé, bởi vì khách hàng họ tin tưởng, thực tế trao niềm tin cho mình, và chắc chắn khi mà khách hàng nó có niềm tin thì khách hàng sẽ đặt rất là nhiều và sẽ giới thiệu những người này người kia. Hôm nay em sẽ cùng quay cho quý anh chị hai món hàng của một khách hàng đặt ở một cái nơi rất là xa, có nghĩa là khách hàng không tới xưởng được, quay trực tiếp được. Thì cũng phải chia sẻ với quý anh chị rằng là cái việc mà khách hàng người ta sẵn sàng, người ta đặt mua online ấy, là những khách hàng cực kỳ là có niềm tin, bởi vì họ chỉ xem qua màn hình thôi và chỉ xem qua cái sản phẩm thôi mà họ sẵn sàng họ đặt. Thế thì hôm nay em làm cái video này vừa là cho quý anh chị xem các cái sản phẩm mà chúng em đang làm, vừa là quay cho một anh khách quay lại cái sản phẩm này. Anh đặt mua của cơ sở bộ bàn ghế Hoàng Gia này, cột 14, tay nguyên khối, chân 14 luôn, với tiêu chuẩn hoàn thiện là 39 triệu. Và một bộ bàn ăn ở bên này, ở bên trong này các anh chị này, một bộ bàn ăn, chất liệu của nó vẫn tiếp tục là gỗ tràm bung vàng hàng lõi, kết hợp với mặt là gỗ xoan đào, được hoàn thiện với tiêu chuẩn anh đặt riêng là có 10 ghế, còn chúng em làm theo tiêu chuẩn trung bình là 8 ghế. Thì 8 ghế chúng em làm hoàn thiện là 12 triệu 500, còn 10 ghế thì chúng em sẽ hoàn thiện là 13 triệu 500. Thì trạng thái của hai sản phẩm này thì chúng em đã sơn lót rồi, nhưng mà anh yêu cầu chúng em là đến tháng 12 mới nhận hàng cơ. Vậy là còn khoảng chừng 2 tháng nữa mới nhận cho quý anh chị. Nhưng mà anh mua trước thì chúng em sẽ để riêng hai cái sản phẩm này ra, lót bảo vệ thì chúng em sẽ cứ để đấy, trong vòng 2 tháng nữa chúng em mới lôi ra làm tiếp. Vậy thì cái sản phẩm nó sẽ có cái thời gian dài hơn để cho nó khô tốt hơn. Dạ vâng, đến với cái bộ ghế này thì trong những video trước chúng em đã giới thiệu rồi, một cái mẫu hiện tại đang rất là ít ở trên thị trường. Và thậm chí thì bây giờ quý anh chị có muốn xem nó ở trên YouTube hay là trên một số những kênh khác, các anh chị xem thậm chí là cũng chẳng có để mà xem nữa cơ. Thì hiện tại chúng em đang thiết kế trên hàng 14 nhá. Đó, đục chạm thì em đục rất là đẹp rồi. Tay hoa lá tây thì chúng em làm vào tay nguyên khối luôn. Và phần chân dạ cực kỳ đẹp, được làm theo tiêu chuẩn của hàng gỗ quá đỏ. Thì quý anh chị xem những cái tay này, tay hoa lá tây chúng em làm nguyên khối hoàn toàn. Đó, và chân chúng em làm chân hoa lá tây, chân đẹp nha quý anh chị. Chân móc, moi móc, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Đó. Và mặt thì chúng em sử dụng là mặt gỗ xoan đào nguyên tấm dày 3 phân. Đó, bộ này thì em sẽ quay để cho anh khách ở xa, anh có thể xem lại một lần nữa cái sản phẩm của mình. Rồi chúng em sẽ bảo lưu, 2 tháng nữa thì mới đem ra để làm tiếp cho quý anh chị. Thì câu chuyện để mà nói với quý anh chị rằng là khi mà mình đã làm uy tín với quý anh chị, hàng hóa chúng ta làm không bao giờ hết việc đâu. Ở đây thì xưởng em các anh chị cứ quay qua một vòng mà xem. Đó, từ đằng trước là 3 bộ gỗ tràm bông vàng lõi này, tiếp tục sẽ là cột 12 chân 14. Thì trong ngày hôm qua, tức là ngày Chủ nhật, chúng em giao đi 3 bộ ở Bình Thuận, rồi Xuân Lộc Đồng Nai. Đó, tổng cộng là 3 bộ. Đó, thì ngày hôm nay chúng em lại tiếp tục chuẩn bị sơn 3 bộ tiếp theo để dành cho những khách hàng khác. Thì trong đơn này thì có một bộ ở Bến Tre. Đó, ở khách ở Bến Tre nữa nhé. Các anh chị nào ở dưới miền Tây có thể đặt hàng ở lô hàng này, bởi vì chúng em còn dư 3 bộ nữa. Đó, và chúng em vẫn sẽ tiếp tục ra những cái lô liên tục. Thì cố gắng làm sao mà trong xưởng lúc nào cũng cái hàng này mà đã dư được cỡ khoảng vài chục bộ để mà test để phục vụ được cho quý anh chị là tốt. Chứ nếu mà cứ làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu là test là không kịp hàng với quý anh chị. Bởi vì đến bây giờ đã là tháng gần tháng 10 rồi. Đó, và nó chỉ còn đâu đó khoảng chừng 4 tháng nữa là chúng ta Tết, tới Tết thì chỉ còn 3 tháng để hoạt động trong cái ngành mộc thôi, 3 tháng để làm mộc thôi. Còn tháng cuối thì rất là khó để mà ra được hàng nhiều. Thì mong là sao mà em có thể dư được vài chục bộ để dành cho Tết. Chứ còn nếu mà cứ tốc độ này thì khả năng cao Tết lại không có hàng bán nữa. Rồi phía bên này, những cái mẫu cột 14 nghe của khách sắp sửa được bàn giao. Ở bên trong này thì chúng em đang làm tủ áo này, rồi salon, tủ rượu,
Đó, bên này. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Xưởng em thì không có đông nhá. Anh em thợ mộc thì 3 anh em. Rồi bên thợ sơn này cũng 3-4 người. Giao hàng rồi một số anh em bán hàng thì cũng loanh quanh chỉ khoảng 10 người thôi. Đó, rồi thêm một số anh em vệ tinh bên ngoài hỗ trợ nữa. Đó, thì cũng không có nhiều. Nhưng mà cái mức độ công việc thì như quý anh chị thấy là chúng em làm là không có hết đâu. Đó. Dạ rồi, trở lại một chút về những cái sản phẩm khác. Thì bên này cũng có một bộ Minh Quốc Đào cột 10, chất liệu gỗ hoa đỏ này, thuộc tiêu chuẩn hàng đẹp ấy. Đó, bộ này thì em có hai loại, bàn hộp kéo hoặc bàn thường. Tiêu chuẩn là 36 triệu và 39 triệu. Dạ rồi, về bàn ăn thì mẫu này chia sẻ cho mọi người. Cây thì chúng em sử dụng là cây tinh lõi hoàn toàn, 99% luôn. Đó, và mặt thì chúng em làm là mặt 2 phân, quý chị nhá, mặt 2 phân, rất là đẹp. Thị trường hoàn toàn không có những tiêu chuẩn như thế này. Đó, một số những cái sản phẩm khi chúng em làm lên á, nó đều có cái sự khác biệt và rõ ràng ở trên cái sản phẩm cũng như là trong cái cách làm. Thì chúng em biết ấy, nhiều khi là khách hàng quý anh chị ở xa ấy, các anh chị cũng khá là ngại nhá. Ngại là bây giờ mua online thì sợ là tới lúc nhận hàng nó đúng như yêu cầu không. Rồi ở xa quá thì tới đi xem thì các anh chị cũng ngại là mất thời gian. Đấy. Thế thì chúng em thì cũng phải nói thật với quý anh chị một điều rằng ở đây với cơ sở chúng em là đơn vị làm rõ ràng, người thật, việc thật, sản phẩm thật. Đó, các anh chị cứ xem video chúng em làm từ đầu tới cuối là các anh chị sẽ nắm được ngay. Đó, thì trên đây em cũng quay cái video này để gửi tới anh khách đang ở một nơi rất là xa, đã đặt tin tưởng và ủng hộ chúng em hai sản phẩm này. Thì chúng em cũng sẽ bảo lưu cái sản phẩm này tới tháng 12. Tới lúc nào anh chuẩn bị nhận hàng thì anh cứ báo trước chúng em khoảng chừng 10 ngày. Đó là chúng em sơn sản phẩm cho nó đẹp, chỉnh chu. Sơn mới hoàn toàn cho anh luôn, chứ không có sơn trước. Đó, rồi anh nhận ngày nào thì chúng em cũng cân đối, chúng em giao cho anh. Dạ vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi video này. Uy tín thì làm nên thương hiệu, sản phẩm tốt thì sẽ giúp chúng ta có khách hàng lâu dài và sẽ có thêm nhiều những khách hàng mới được giới thiệu. Không việc gì phải màu mè, không việc gì phải hoa lá cả. Cứ người thật, việc thật chúng ta làm. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video kế tiếp.